Hello các bạn, nắng quá. Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đi tìm ổ chim bách thanh và chia sẻ mọi người một số kinh nghiệm mà tìm ổ chim bách thanh. Thì như các bạn biết, chim bách thanh là một cái loại chim, nó là một số vùng hay gọi là chim chằn ràng hay chằn làng á. Là chim này có nhiều ở vùng miền Trung và miền Bắc. Còn ở miền Nam thì mình thấy con chim này ít có. Một số anh em chơi nhiều. Và đặc biệt chim bách thanh được nuôi ở nước ngoài như Malaysia, Indonesia, người ta đã chơi dòng chim bách thanh này từ rất là lâu. Còn ở mình thì đang phát triển. Và đặc biệt là ở miền Bắc, anh em vào trong hội chim bách thanh ở miền Bắc thì có một số anh em ở miền Bắc chơi những chú chim bách thanh rất là ok và rất tuyệt vời. Nhìn thấy nó khiển khách là mê luôn. Thì con chim bách thanh thì trong thời gian năm ngoái thì mình có bắt được một ổ. Và trong thời gian năm nay thì mình phát hiện ra cái vùng này mình nghi là có ổ. Tại sao mình nghi là có ổ? Thì mình xin chia sẻ với các anh em. Khi mà chim bách thanh nó ở là nó ở trong cái vùng, nó không có rậm các anh em nhé. Chim bách thanh nó không ở trong rừng, nó không ở trong một cái khu rừng rậm, mà nó ở giống như là có đồng ruộng hay là có bãi bắp, bãi ngô, bãi khoai đồ đó. Nó ở vùng ven ở ngoài đồng á. Nó ở đó là cái địa bàn mà nó rất thích ở, và nó không có ở trong rừng rậm đâu, mà nó ở địa bàn mà ven. Như anh em nhìn cái địa bàn xung quanh đây nè. Đó, cái địa bàn quanh ở đây là nó có một số cây ven bờ mương, hay là có một cái đám ruộng, đám đậu, một bãi cỏ gì đó. Đó, địa bàn mà người ta ở ngoài đồng á, thì đó là cái địa bàn mà bách thanh nó ở. Thì bách thanh nó sinh sản vào thời gian này, đó là từ tháng 2 qua Tết cho đến nó sinh sản cho đến tháng 8 tới hè đó các bạn. Đây là thời gian mà tất cả các loại chim, trong đó có chim bách thanh, nó sinh sản. Thì khi các bạn làm sao để biết được có tổ bách thanh, thì kinh nghiệm của mình như thế này. Các bạn đi đến một cái vùng như thế này, ví dụ vùng mình đang đi như thế này, và các bạn để ý bách thanh nó hay đậu ở trên cái đầu trụ. Chim bách thanh nó hay đậu lên cái đầu trụ, trụ tre, trụ bê tông, hay là một cái trụ gì đó, nó hay đậu trên đầu trụ để nó rình con mồi. Đó. Và khi mà anh em lại gần khu vực có tổ của chim bách thanh thì nó sẽ đánh. Nó đánh giống như là chim bông lau đít vàng vậy đó anh em. Một số loài chim khi mà anh em lại gần tổ nó thì nó sẽ đánh. Nó đánh là nó huyết, nó đánh ghê lắm. Xíu nữa mình từ đó mình nghi là ở khu vực đó sẽ có ổ. Nếu anh em, mình xin nhắc lại, nếu anh em mà đi đến một cái khu vực thấy chim bách thanh và anh em đi dạo quanh những cái bụi cây, gốc cây á, những cây đơn lẻ á, mà anh em tới khu vực nào mà anh em nghe chim bách thanh nó đánh, nó bè bè bè, nó xòe xòe, nó đánh ở trên cây á, hoè hoè hoè, nó xòe, nó đánh ghê lắm, tức là khu vực đó là khu vực có ổ của nó. Anh em tìm kỹ khu vực đó thì sẽ được ổ bách thanh. Và ổ chim bách thanh thì nó làm không có cao các bạn. Cái ổ chim bách thanh á, ổ chim bách thanh là nó làm không có cao. Bách thanh thì nó làm cái ổ nó tầm 4 mét, 3-4 mét. Nói chung nó cả 3-4 mét đó các bạn. Nó làm, và thường là chim bách thanh nó làm ở những cây không ở rậm quá, những cây đơn. Những cây nó cây che kín được ổ của nó, nhưng mà nó không có rậm rạp, bởi vì nó rậm rạp là nó sợ chim bìm bịp. Mặc dù là bìm bịp nó, khi bìm bịp nó tìm nó tổ bách thanh thì bách thanh có thể, cặp vợ chồng chim bách thanh có thể đánh được bìm bịp nó chạy. Nhưng mà bách thanh thì nó không có làm ở những nơi rậm vì nó sợ rắn và bìm bịp, cho nên nó thường làm ở những cái cây mà cũng rậm nhưng mà đơn lẻ đó là. Và cái độ cao mà cái tổ chim bách thanh làm thì nó cũng giống như ổ chào màu và bông lau vậy các anh em.
Chào mào và bông lau nó làm cái thế như thế nào thì bách thanh nó cũng làm tí như vậy. Và cái tổ chim bách thanh thường thường nó to hơn ổ, nó to lắm, nó lầm sầm lắm. Nó thường đặc biệt bách thanh rất thích tha những loại rác như là dây ni lông, đồ bao ni lông hay là một vài cái rác mà trong cái bao gạo á, những cái sợi sợi nhân tạo, sợi nhựa nhân tạo á, là nó hay tha về. Và cái tổ nó là to như một cái tô vậy, nó gần như bên trong thì nó giống như tổ chậu mào nhưng mà nó to hơn tổ chậu mào, là anh em sẽ thấy được. Và một cái mà mình muốn nhấn mạnh đó là khi mình đi gần đấy một địa điểm nào mình nghe chim bách thanh ở trên đầu nó đánh xè xè xè, nó bu theo mình, nó đánh nó kè 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 kè, hoặc là nó thấy mình từ xa đi lại khu vực của nó đánh kè kè kè, thì chắc chắn khu vực đó sẽ có tổ nghe anh em. Bây giờ anh em sẽ xem quang cảnh nè. Đó, đây là cái khu vực mà mình phát hiện ra được một tổ chim bách thanh nè. Thì anh em thấy ở phía xa đó là nó có những cái cây bụi, cây dương liễu, một số cái cây bên bờ nước như vậy. Và ở giữa này nó có cái đồng ruộng, người ta trồng lúa trồng đậu gì đó. Thì nó có cái đồng, bách thanh nó rất thích ở cái địa bàn như thế này, là địa bàn mà bách thanh nó ở. Thì anh em tìm ven ven theo mấy cái cây bên kia, mấy cái bụi cây bên kia, anh em dạo dạo anh em tìm thì cũng dễ thấy thôi. Nó không có làm kín đâu anh em, nó không có làm kín. Đó, như cái cây này. Thì mình cũng nói luôn, thì cái cây đó là có tổ chim bách thanh. Cái cây mà mình đang thay chỉ đây này, cây đơn lẻ này. Và nó làm ở giữa cây, nó làm thì tầm 3 mét, 3 mét trở lại, 3 4 mét thôi, nó làm cỡ đó. Và cái cây đơn lẻ đó thì cái năm ngoái và năm T là mình tìm ổ bách thanh thì nó cũng làm ở những cây đơn lẻ kiểu như vậy và độ cao y như vậy. Bây giờ mình khi mà mình đi qua cái khu vực bên này, cái bụi bên này mình đi qua thì mình nghe bách thanh nó đánh quá trời, thì mình tìm dạo 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 thì mình đã phát hiện ra được tổ bách thanh. Vậy anh em thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ đi lại gần cái tổ của nó nhé. Đó, mình nghe con bách thanh nó kêu rồi đó bạn. Bố mẹ nó đang ở trên cây này và thấy mình tới, bắt đầu nó kêu để mình coi mình lại mình chọc nó có đánh mình không nha. Alo, alo. Nó sẽ đây. Anh em thấy trên ngọn đó. Anh em thấy chim bách thanh không? Nó ở trên ngọn cây kìa. Ở phần dưới ngọn đó. Nó đang kêu đấy. Nó đang kêu, nó xè xè như vậy đó. Tức là mình đang đứng gần ổ của nó thì nó sẽ kêu như vậy đó. Nó kêu hơn nữa. Hôm xưa thì mình đứng dưới ổ của nó và mình nói chung mình đi quần quần khu vực này thì bách thanh nó sẽ phát hiện, nó sẽ kêu lên. Nó đang đứng trên cây anh em thấy chưa? Đó. Nó đang đứng trên cây đó, nó kêu, nó xè, nó đánh đó. Đó. Anh em nghe tiếng nó đánh kìa. Đó. Đó, anh em nghe nó khè 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 như vậy thì cái khu vực này chắc chắn sẽ có ổ. Và anh em đừng có nhìn lên cao, anh em nhìn tầm 3 mét thôi, 3 mét 4 mét đổ lại. Đó, anh em nhìn cái tầm vừa vừa 3 mét 4 mét đổ lại là con chim làm. Con chim bách thanh không bao giờ làm cao vút, không bao giờ nó làm cao vút. Nó chỉ làm cái tổ nó tầm 3 mét 4 mét thôi. Đó, con chim bố nó đang đánh nè. Đó, khi mình lại gần. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em cái tổ này. Đây, anh em có thấy cái tổ chim bách thanh trong này không? Thôi mình quay nữa. Đó, cái tổ chim bách thanh là hiện tại nó đang nằm trong cái lùm cây này, trên cây keo lá tràm này, và mình thấy nó cách mặt đất tầm 3 4 mét gì đó. Đó, nó làm như vậy. Và trên cái tổ chim bách thanh thì mình nhìn lên thì mình thấy một đùm như vậy, và nó có nhiều cái bao ni lông, nó tha cái dây nhựa đó, cái dây dây mà trong bao gạo á anh em. Ở trong cái bao bao gạo mà nó có cái dây nó mọc ra đó, ba cái sợi dây trắng trắng đó, thì cái chỗ tim bách thanh bữa hôm trước năm ngoái mình thấy thì nó cũng có những cái bao ni lông, những bao ni lông người ta bỏ hoặc là những cái sợi đó, và nó to như là cái tô như vậy đó này, nó to như là cái tô ăn cơm đó. Đó, thì đó là cái tổ chim bách thanh. Bây giờ mình sẽ đây đây
con chim, chim bố nó quay qua bên này nè. Mình quan sát thấy con chim bố nó quằn ra sau lưng mình. Bây giờ mình xuống góc, mình leo lên mình xem thì nó chắc chắn nó sẽ... Đó, chim bố này mới bay lên đó anh em. Đây, nó đậu ở trên đầu trụ này nè. Thì chim bách thanh rất thích đậu ở trên các đầu trụ, trụ tre, trụ đồ đó. Anh em thấy không? Đó, đây nè, trên cái đầu trụ tre này. Đó, anh em nhìn trên cái đầu trụ tre thì con chim bách thanh ở khu vực nào có, nó sẽ đậu trên cái đầu trụ điện, trụ tre, trụ bê tông. Đó, nó đánh xè xè kìa. Anh em có nghe không? Đó, mình đó. Nó đánh, anh em nghe quan sát và nghe nó đánh nè. Mình lại gần xem nó có kêu xè xè nữa không nè. Anh em đó, mình đó, con chim bách thanh nó bay rồi. Ok, bây giờ mình sẽ lội qua bên này để mình leo lên cái cây này. Ồ, nó đánh đó anh em. Anh em nghe không? Nghe nó đánh xè 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 không? Bây giờ mình sẽ lội qua. Ở đây có một cái mương nước anh em. Lội qua và leo lên mình xem thử. Đó, nó ở bụi bên kia. Nó đang ở bụi bên kia, nó đánh xè xè kìa. Đó, nó ở trên cây cao đó. Nó đánh, anh em lại gần mà nghe nó đánh đó. Nghe không? Đó, anh em thấy nó trên cây kìa. Đích thì là chỗ này có tổ bách thanh. Đó. Anh em chỉ cần đi dạo thôi. Đi dạo dạo khu vực nào có bách thanh, anh em đi dạo lại gần những cái cây, cây bụi à, anh em đi ngang qua nghe nó xe 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 như vậy là có ổ à. Thì có tổ nó mới đánh như vậy, cái bình thường nó không có tổ thì nó thấy mình nó bay đi mất anh em. Nếu mà nó không đẻ, nó không có tổ, nó không con, nó không nở, nó không có tổ này, thì nó thấy mình nó sẽ bay đi vị trí khác, chứ nó không có làm xe 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 như vậy. À, con bách thanh nó rất là giữ tổ anh em nhé. Dựa vào cái đặc tính mà giữ tổ của nó thì mình sẽ tìm được tổ của nó. Tổ của nó ở trên cây đây. Bây giờ mình sẽ leo lên anh em nhé. Rồi bây giờ mình leo lên tổ của nó rồi. Bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem nhé. Đặng quá. Một con nó lớn rồi. Bắt được rồi anh em. Bắt được rồi anh em ơi. Mình thăm cái tổ này 3 lần và mình thấy hôm nay là nó lớn như vậy là mình bắt được rồi này. Chim con như cỡ này là mình bắt được rồi anh em nhé. Và bây giờ mình sẽ bắt xuống đất mình quay phim cho anh em nhé. Này anh em dễ thấy này. Đó, chim này là bắt rất đẹp. Chim tổ như thế này là bắt đẹp rồi nè anh em. Đó, anh em thấy cái tổ của nó mình nói này, có cái dây bao này. Nó to như cái tô như vậy đó. Đó, anh em thấy chưa? Thì mình đang ở trên cây đây. Và
Bây giờ con chi Bách Thanh này nó đã đến cái ngày mình bắt được rồi anh em. Nó ra lông ống như vậy anh em, bắt thời điểm chim như thế này là rất đẹp. Nó vừa trổ lông ống đẹp. Tổ này hình như có 3 con. Không biết ở bên dưới có con nào nhưng mình nghĩ tổ này có 3 con đó. Thì clip của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Và mình xin các anh em có gì không phải bỏ qua cho mình. Và các anh em thấy thích thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực làm những clip tiếp theo cho anh em chim cò. Cảm ơn anh em nhiều nhé. Tạm biệt anh em.